Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 25, phòng tránh đuối nước. Rồi, ở phần 1 khám phá, những tình huống dưới đây có thể dẫn đến hậu quả gì? Theo em, có những tình huống nào khác có thể dẫn tới đuối nước không? Vì sao? Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3 3 tình huống. Chúng ta hãy cùng xem là mỗi tình huống nói về điều gì nhé. Ở tình huống thứ nhất là các bạn nhỏ đang chơi đùa rất là vui. Tuy nhiên rằng cái nơi mà các bạn đi chơi thì lại gần ao hồ, đúng không nào? Nếu như không may xảy chân một cái, bạn đi ngã xuống nước thì rất có thể gây đến tình trạng bị đuối nước các bạn ạ. Tình huống số 2 là các bạn nhỏ đang đang đi thuyền đúng không? Đi thuyền rất là vui và rất là thích. Tuy nhiên rằng mình thấy là bạn ý đã cúi đầu xuống dưới và nghịch nước. Điều này rất là nguy hiểm, nếu như mà bạn ý không giữ được thăng bằng thì có thể là bị ngã xuống dưới hồ đấy. Rất là nguy hiểm nhờ các bạn nhỉ. Tình huống tiếp theo là tình huống đu trên cây như thế này. Nếu mà cành cây nó ngã rắc một cái thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nhờ? Bạn ấy sẽ bị ngã xuống dưới ao đúng không nào? Và có thể là bị đuối nước. Theo bạn có những tình huống nào khác có thể dẫn tới đuối nước? Ví dụ như là chúng ta đi tắm biển, chúng ta không mặc áo phao đúng không nào? Hoặc là chúng ta đi bơi ở các cái bể bơi, nhưng mà chúng mình lại bơi ở những cái chỗ mà rất là sâu, dành cho người lớn hoặc là dành cho người biết bơi. Như vậy cũng rất là nguy hiểm. Trường hợp mà chúng ta không biết bơi mà chúng ta bơi ở chỗ sâu như vậy thì có thể gây đến việc bị đuối nước các bạn nhé. Bạn cần làm gì để phòng tránh đuối nước? Có rất là nhiều cách để phòng tránh đuối nước. Ví dụ như là chúng ta đi học bơi này đúng không nào? Hoặc là khi chúng mình đi chơi ở những cái vùng nước như đi đạp vịt như này ạ, chúng mình phải ngồi thật ngoan, không nghịch ngợm, hoặc là không lại gần những cái nơi mà có hồ, ao, sông sâu và có nhiều nước các bạn nhé. Rồi, theo bạn thì còn những cái tình huống nào khác và còn cái cách nào để phòng tránh đuối nước nữa thì các bạn hãy comment ở phía dưới phần bình luận cho mình biết thêm nhé. Bởi vì thời lượng bây giờ thì cũng hết mất rồi, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại các bài tập phần luyện tập và phần vận dụng trang số 59 này. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để ủng hộ kênh, cũng như là không bỏ lỡ bất cứ một video nào nha. Để phòng tránh đuối nước: chơi xa, sông xa hồ, học bơi và quan sát, đi thuyền mặc áo phao. Đó là những gì mà mình muốn nhắc nhở các bạn đấy. Các bạn hãy nhớ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.